Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách join iPhone của bạn bè và người thân hết sức thú vị nha. Chẳng hạn như là làm đơn màn hình cảm ứng nè, ẩn hết các ứng dụng, vân vân. Nhưng mình chống chỉ định với các bạn dẫn quá nhây nha, không thì toàn đâu các bạn ơi. Làm như thế nào thì mời các bạn hãy theo dõi video sau đây nhé. À, những bạn nào mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và subscribe ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Cái cách đầu tiên khá hay mà mình muốn giới thiệu đó chính là cách làm đơn màn hình cảm ứng. Thì cách làm như sau, các bạn sẽ vuốt hoàn toàn qua bên trái nha. Các bạn vuốt hết bên trái thì nó sẽ có cái nút sửa và cái nút ghi âm ở cái góc màn hình bên phải nè. Các bạn nhấn đồng thời hai cái nút này. Đó. Tiếp đến nó sẽ hiện một cái bảng, các bạn nhấn để sau. Sau đó cái khung tìm kiếm, bạn sẽ tìm kiếm một cái app bất kỳ, app nào cũng được. Mình thì sẽ lướt vào cái App Store đi. Lưu ý là app nào cũng được nha các bạn. Sau đó sẽ nhấn cái nút Home. Rồi, bây giờ là đã nó sẽ đơn màn hình cảm ứng rồi các bạn. Đó. Các bạn vuốt qua vuốt lại không hề được. Và nó chỉ được khi mà nhấn những cái dấu chấm ở nhỏ nhỏ ở dưới đây thôi. Đó, chúng ta chỉ có thể nhấn những cái dấu chấm nhỏ này. Và cái này có thể áp dụng cho cái tình huống mà tắt màn hình, mở màn hình lại nó vẫn bị nha các bạn. Đó, và các bạn muốn thoát ra cái chế độ này á thì các bạn lít qua cái phần ban đầu. Bạn nhấn vào cái mục tìm kiếm trở lại. Xong đó sẽ nhấn nút Home là có thể cảm ứng được một cách bình thường. Đó là cái cách thứ nhất. Đó. Ở cái cách thứ hai đó chính là cách đổi toàn bộ màu icon iPhone qua một cái màu khác. Thì cách làm như sau, các bạn sẽ vào cài đặt. Rồi các bạn kéo xuống. Ở cái phần trợ năng, các bạn lít vào. Tiếp đến, các bạn kiếm cái phần màn hình cỡ chữ. Đó, màn hình cỡ chữ ngay cái khúc đầu nha các bạn. Tiếp đến các bạn kéo xuống cuối cùng. Các bạn nhấp vào đảo ngược cổ điển. Thì cái cách này á, sẽ làm cho toàn bộ icon iPhone của bạn bè của mình á, đổi ra một cái màu hết sức kỳ lạ. Và cũng khá hay đúng không các bạn? Đó. Khi mà mở lên cái điện thoại vậy là khá là hay. Tiếp đến các bạn muốn tắt, các bạn chỉ cần gạt nút off thôi là các bạn có thể tắt được. Cái cách thứ ba đó chính là cái cách mà giấu những cái ứng dụng mà các bạn muốn giấu. Thì đây, mình sẽ hướng dẫn luôn. Chúng ta sẽ vào cài đặt, kéo đến cái mục thời gian sử dụng. Tiếp đến, chúng ta sẽ bật giới hạn thời gian sử dụng. Chúng ta nhấn tiếp tục. Sau đó, đây là iPhone của tôi. Đó. Sau khi mà cái này được bật thì các bạn sẽ kéo xuống cái phần dưới. Các bạn sẽ vào. Đó, bật giới hạn nó lên. Các bạn nhớ on cái bật giới hạn nha. Đó, on cái giới hạn xong rồi các bạn sẽ vào ứng dụng được phép. Bật giới hạn vào ứng dụng được phép. Thì những cái ứng dụng trong đây nè, các bạn có thể tắt nó đi. Khi mà các bạn tắt á, thì ở ngoài nó sẽ bị ẩn hoàn toàn luôn. Và chỉ có thể áp dụng trong những ứng dụng trong đây nha. Ví dụ như là mình sẽ tắt camera nè. Thì các bạn ra ngoài á, thì các bạn sẽ không có tìm thấy cái ứng dụng camera này nữa. Đó. Và các bạn tắt càng nhiều á thì sẽ tạo ra một hiệu ứng rất là hoảng sợ cho người dùng luôn các bạn. Nếu mà các bạn muốn mở lại, các bạn sẽ vào đây. Các bạn cùng lại bật giới hạn. Rồi ứng dụng được phép. Rồi các bạn sẽ on lên. Là nó sẽ ra cái mục camera lại, ra những cái ứng dụng mà các bạn muốn mở lại. Thì camera của mình ở góc phải á các bạn. Thì giờ nó xuất hiện ở trên đây rồi nè. Đó. Nếu mà các bạn có lại clip á, thì camera của mình nó góc phải ở dưới và nó xuất hiện ở trên. Vậy là xong rồi các bạn. Cái cách cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái cách mà ẩn những cái hình ảnh mà các bạn muốn ẩn nha. Thì cách này khá là hiệu quả đối với các bạn hay chụp hình tự sướng á. Các bạn sẽ vào ảnh nè. Các bạn chọn ảnh muốn ẩn. Đó, chọn một cái ảnh nào đó mà các bạn muốn ẩn. Ví dụ như hai tấm này. Thì các bạn nhấp vào chia sẻ ở góc bên trái. Các bạn kéo xuống. Các bạn chọn ẩn là có thể ẩn được hai cái tấm này. Đó. Hoàn toàn ẩn. Và khi mà các bạn muốn tìm lại á thì các bạn sẽ thoát ra cái phần album. Các bạn thoát ra cái phần album nha. Các bạn kéo xuống. Thì ở phần cuối cùng á nó sẽ có cái mục là bị ẩn. Các bạn nhấp vào bị ẩn để khôi phục. Khi nhấp vào bị ẩn các bạn chọn hai cái tấm mà bị ẩn á.
Đó, tích vào những cái tấm mà bị ẩn, các bạn cũng nhấp vào cái phần bên trái, cái phần chia sẻ bên trái, các bạn kéo lên thì nó cũng có cái chữ hiện. Khi bạn nhấp vào chữ hiện là nó hiện lên. Thì cách này khá hay với các bạn mà hay tự sướng này, hay thích chụp hình đó, thì các bạn ẩn hình của họ rất là vui luôn các bạn. Và hướng dẫn của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.